Nhân dịp Tết đến xuân về, Dễ Nghe Thanh Xuân xin được chúc quý vị và các bạn một năm mới rất êm vào nhà, quả sắt bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai xin vầy hạnh phúc. Năm mới là chúc tập thể ban lãnh đạo cùng các thầy cô, các bạn học viên, tất cả các gia đình một năm mới đã an khang thịnh vượng, một năm mới thành công. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi xin thay mặt cho khóa điện lạnh trường Dạy Nghề Thanh Xuân chân thành gửi đến ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên cùng với gia đình những lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt và chúc một năm mới tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Năm mới xuân đến và năm cũ sắp qua, tôi thay mặt cho ngành điện dân dụng và điện công nghiệp điện nước xin gửi lời chúc tới ban lãnh đạo và cùng toàn thể các thầy cô giáo trong trường một năm mới coi như an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và làm ăn tân tới. Chúc các học viên và gia đình được mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Đầu xuân năm mới, thay mặt các thầy giáo bộ môn máy gầm khoa công nghệ ô tô gửi tới các em cùng gia đình lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Chúc các em một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thành công trên con đường mà các em đã lựa chọn. Nhân dịp mà năm mới sắp đến thì thầy có lời chúc gì đến các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học viên và gia đình của các bạn đấy ạ? Chúc lãnh đạo, chúc các thầy, các cô năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Các bạn học viên khi di chuyển về quê ăn Tết nhớ là phải giữ gìn an toàn giao thông. Năm hết Tết đến thì tôi xin chúc các thầy, các cô giáo trong trung tâm dạy nghề Thanh Xuân tám ba triều Phúc luôn luôn là mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc các bạn học viên luôn luôn có nhiều sức khỏe và quyết tâm đam mê theo đuổi thành công trong công việc của mình. Năm mới sắp tới thì xin chúc các thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và nhiều thành công. Xin cảm ơn. Dạy Nghề Thanh Xuân chuyên hướng nghiệp và đào tạo dạy nghề sơ cấp ngắn hạn với các ngành nghề như sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp. Tại Dạy Nghề Thanh Xuân, với đội ngũ cán bộ giáo viên lâu năm giàu kinh nghiệm luôn cập nhật và trang bị các công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất vào trong giảng dạy và học tập, đào tạo một học viên có tay nghề thôi là chưa đủ. Dạy Nghề Thanh Xuân còn là nơi tư vấn định hướng ngành nghề cho các học viên, kết nối tạo việc làm cho các bạn học viên ngay sau khi ra trường. Dạy Nghề Thanh Xuân làm việc với khẩu hiệu học nghề hôm nay, lập nghiệp ngày mai, với mong muốn những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ tạo ra những kỹ thuật viên có tay nghề chuyên môn tốt, cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho thị trường, góp phần giải quyết tình trạng thừa thầy thiếu thợ, giảm tỷ lệ thất nghiệp, chung tay xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn nữa. Trong năm 2024, Dạy Nghề Thanh Xuân tiếp tục cập nhật và đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc hiện đại nhất vào trong giảng dạy và học tập. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu học nghề cho con em mình hoặc cho người thân trong gia đình có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 0961 677 991 hoặc đến trực tiếp cơ sở của nhà trường tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để tham quan và học thử miễn phí. Sự đồng hành của quý vị và các bạn là yếu tố quan trọng giúp Dạy Nghề Thanh Xuân thành công và phát triển. Một lần nữa, Dạy Nghề Thanh Xuân xin được cảm ơn và chúc mừng năm mới 2024.